Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Trong video ngày hôm nay thì bên xưởng lại giới thiệu cho các bác là một số cái bộ đồ thờ ở trên cái bàn thờ gia tiên của chúng ta ấy. Thì đây, quý vị có thấy hôm nay xưởng sẽ giới thiệu các bác là một số cái món thờ gia tiên mà một số khách hàng là có thể khi sắm bàn thờ rồi ấy, mà chưa sắm cái món này thì có thể tham khảo những sản phẩm này. Đây là một cái bộ đài nến thờ, bằng chất liệu gỗ mita. Hiện tại bên xưởng đang để mọc cái bộ sản phẩm như này. Các bác khách hàng là có nhu cầu thì bên xưởng sẽ sơn hoàn thiện cho các bác. Đây. Thì cái bộ sản phẩm này là bao gồm có 12 món các bác nhé. 12 món là bao gồm 5 cái đài rượu, đài cau, đài trầu. 2 đôi hạc là 7, một cái đế đựng hoa, đĩa đựng hoa quả là 8. 2 đôi đèn là 10. 2 cái ống cắm hương là 12, bao gồm 12 món. Chúng ta hay trưng bày trên bàn thờ ấy, thì một số bác khách hàng nào mà có thể là mua bàn thờ rồi nhưng mà chưa sắm những cái món đồ này thì có thể tham khảo ở đây. Những cái sản phẩm ở xưởng đồ gỗ Tùng Tám là tiện mà 100% là lõi gỗ mita. Lõi gỗ mita tiện rất là đẹp. Đây, như là đây là cái đài nến này, các bác. Đài nến này rất là đẹp. Bên trong này là chú chim hạc đây. Đây. Chim hạc thờ. Đấy, dáng hạc rất đẹp, các bác nhìn này. Con hạc cực kỳ tinh tế luôn. Đây, tổng thể của cái bộ thờ đấy các bác nhá. Khi chúng ta kê bộ đồ thờ trên chiếc bàn thờ này thì nó sẽ đầy đủ các món, nhìn nó rất là đẹp mắt. Đó, các đồ thờ này không thể thiếu được trong quá trình chúng ta thờ cúng, thắp hương cho ông bà tổ tiên, như là có thể đựng hoa quả này, cắm nến, cắm hương, cũng như là để đài cau, đài rượu, đài trầu. Một số gia đình nào chưa có ấy, thì có thể tham khảo video clip này. Và hiện tại bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám đang bán cái bộ sản phẩm này với giá là 2.700.000 đồng các bác nhé. Đấy, chưa có tính tiền ship, thì tùy theo mỗi các bác nào gần ở xa thì bên xưởng sẽ tính tiền ship cho tùy theo. Còn mọi người, xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại người trong những video clip giới thiệu sản phẩm khác.